Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao chánh án Nguyễn Hòa Bình vội vã xử tử tù Lê Văn Mạnh và bài học không chịu thua dần. Dư luận hết sức bất ngờ khi biết tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án tử hình vào sáng ngày 22 tháng 9 sau hơn 18 năm kêu oan. Trong một vụ án có nhiều tình tiết và rất nhiều bằng chứng không rõ ràng mà theo các luật sư khẳng định là không đủ để kết tội. Trong ngày 23 tháng 9, một ngày sau khi Việt Nam thi hành án tử hình với Lê Văn Mạnh, ông Felix Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong tuyên bố về sự việc xử tử Lê Văn Mạnh đã yêu cầu chính phủ Việt Nam cần lập ngay lập tức giảm bớt tất cả các án tử hình để ngăn chặn những vụ xét xử sai lầm và tiến tới bãi bỏ án tử hình ngay lập tức tử tù Lê Văn Mạnh khi còn ở với gia đình. Ông Philip Robertson nói, Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia sử dụng án tử hình nhiều nhất ở châu Á và trên thế giới. Nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam. Trong giới quan sát có người đặt câu hỏi, vì sao Tòa án tỉnh Thanh Hóa lại ra lệnh xét xử xử tử Lê Văn Mạnh vào thời điểm này? Đây là thời điểm đúng một tuần sau quyết định xử tử một tử tù khác là Nguyễn Văn Trường nhưng bất thành. Thực tế đã cho thấy sức mạnh của dư luận trong và ngoài nước. Quyết định xử tử Trường được Tòa án Hải Phòng thông báo cho gia đình Nguyễn Văn Trường đã làm dậy lên một làn sóng phản đối chưa từng có với vô số bài viết, thư từ, kiến nghị gửi thẳng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tất cả những điều này đặt chính quyền Việt Nam vào tình thế đặng chẳng lừng và buộc phải hoãn thi hành án đối với Trường nếu không muốn đổ thêm dầu vào lửa trước những phản ứng sôi sục của dư luận. Giới quan sát hoàn toàn có lý khi đưa ra các nhận xét. Theo đó, trong thông báo gửi gia đình Lê Văn Mạnh, Tòa án tỉnh Thanh Hóa cho biết họ thi hành án tử hình với tử tù Lê Văn Mạnh theo yêu cầu của vụ E Tòa án Nhân dân tối cao trong thông báo vào ngày 11 tháng 8 năm 2023. Trong hệ thống thứ bậc của Tòa án Nhân dân tối cao thì vụ E không thể gửi công văn trực tiếp cho Tòa án tỉnh Thanh Hóa nếu không có sự chỉ đạo để chánh án Nguyễn Hòa Bình. Mộ của Lê Văn Mạnh vừa đắp hôm 23 tháng 9 ở Nghĩa Trang, thành phố Thanh Hóa. Với vai trò thành viên Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình là một thành viên chủ chốt trong cơ quan nội chính tối cao của Đảng. Chắc chắn ông Bình đã phải bàn bạc thống nhất trong nội bộ Đảng để tìm kiếm sự đồng thuận trước khi đưa ra quyết định thi hành án tử hình đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Điều này sẽ làm xôn xao dư luận. Điều đó cho thấy quyết định xử tử Lê Văn Mạnh không phải là một hành động đơn phương từ Tòa án Thanh Hóa, mà là một quyết định có cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng của Tòa án Nhân dân tối cao, thậm chí là của ban lãnh đạo Đảng. Đây có thể là hành vi đáp trả lại phản ứng của công luận trước đó có liên quan đến việc thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Văn Trường. Nguyễn Hòa Bình nói riêng hay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, thay vì phải nhận ra những điểm hợp lý trong đòi hỏi của công luận về vụ án của Nguyễn Văn Trường, để từ đó nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của họ trong công tác tư pháp để mà sửa đổi. Song với tâm thức kiêu ngạo cộng sản, họ luôn tự ám ảnh rằng Đảng luôn luôn đúng từ một thứ quyền lực độc tôn. Đó là lý do tại sao chánh án Nguyễn Hòa Bình một lần nữa lại không chịu thua dần và mù quáng cho rằng hoãn thi hành án là thua dư luận. Đã thua ở vụ Nguyễn Văn Trường thì thua kèo này ta bày kèo khác. Cần phải xử tử ngay và luôn đối với Lê Văn Mạnh, khiến dư luận không kịp trở tay. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đáng nói, vụ xử tử Lê Văn Mạnh đã được lên kế hoạch kỹ càng hơn, dứt khoát hơn vụ Nguyễn Văn Trường. Theo chỉ đạo từ chánh án Nguyễn Hòa Bình, cơ quan thi hành án đã chọn đúng thời điểm dư luận đang xào lãng với phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều người hoạt động xã hội bị công an giám sát chặt chẽ. Và họ đã thành công. Lê Văn Mạnh đã bị xử tử gọn ghẽ, nhanh chóng. Cả thể chế chính trị và nền tư pháp Việt Nam hiện nay đều cần có bước đổi thay cơ bản và cấp bách. Nếu tư pháp không độc lập thì còn có rất nhiều những Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trường, Hồ Duy Hải bị kết án tử hình oan trái. Phải thay đổi để sinh mạng của người dân được coi trọng, quyền tự do của con người được tôn trọng và được bảo vệ, chứ không là trò chơi, là công cụ của quyền lực của một cá nhân hay một nhóm người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao chánh án Nguyễn Hòa Bình vội vã xử tử tù Lê Văn Mạnh và bài học
không chịu thua dần. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ốp cỏ nhựa, trụ điện và tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Lâu nay, Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vẫn được coi là đầu tàu kinh tế Việt Nam. Thành phố này đã đóng góp cho ngân sách nhà nước một con số đáng kể. Nói tới Sài Gòn thì người ta nghĩ ngay tới một thành phố năng động với những đại lãnh đạo có tài năng, trí tuệ tới mức nhiều ý kiến lâu nay tin rằng lãnh đạo kinh tế Việt Nam phải là người Sài Gòn hay ít nhất là người miền Nam. Vậy mà gần đây, chuyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 5 có sáng kiến dùng loại thảm nhựa màu xanh giả cỏ ốp toàn bộ các cột điện, trụ đèn, vừa để tăng tính thẩm mỹ, vừa để ngăn chặn việc dán các quảng cáo giao vặt trong các trụ này. Mới đây, tờ báo Việt Nam Express cho biết trong một bản tin đã tháo cỏ nhựa trên trụ điện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hàng trăm trụ điện trên các tuyến đường ở quận 5 đã được tháo lớp cỏ nhựa chống giao vặt để đánh giá lại hiệu quả sau gần 4 năm triển khai. Hàng trăm trụ điện của quận 5 được tháo lớp vỏ nhựa sau gần 4 năm triển khai. Qua tìm hiểu được biết, chiều ngày 22 tháng 9, hàng loạt trụ điện chiếu sáng trên đường Phù Đổng, Thiên Vương và Hồng Bàng thuộc quận 5 đã được tháo lớp vỏ nhựa quấn quanh thân với mục đích ngăn không cho dán quảng cáo bôi bẩn. Bí thư quận ủy quận 5 Huỳnh Ngọc Lữ Phương Hồng cho biết địa phương cho tháo gỡ những thảm cỏ nhựa hư hỏng, bị giòn, gãy để xem lại dự án này có còn phù hợp hay không. Trước đó, theo bà Hồng, quận 5 đã triển khai công trình ốp cỏ nhựa cho hơn 490 cột điện, gần 1.300 cột đèn chiếu sáng trên địa bàn. Việc gắn cỏ nhựa được thực hiện từ năm 2019, làm theo kiểu cuốn chiếu từng tuyến. Đến nay, tổng kinh phí chi đã gần 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tuy nhiên đến nay, dư luận xã hội thấy rằng dự án đó không chỉ phí phạm tiền bạc vô ích mà còn gây nhiều tồn tại về mặt thẩm mỹ và độ an toàn. Đại diện của công ty chiếu sáng đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết quấn cỏ nhựa lên trụ đèn sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn, việc xử lý sự cố cũng như bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng. Theo Dân Trí, tổng cộng có 1.781 cột điện, cột đèn đã được ốp giả cỏ này. Tổng chi phí vào khoảng 230 triệu đồng, so với dự kiến là hơn 300 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 5, ông Lê Tấn Tài cho biết, nguồn tiền này hoàn toàn cho dân đóng góp, tức là xã hội hóa. Tuy nhiên, cỏ nhựa là một thứ vật liệu rất dễ bị hư hỏng, xuống cấp trong điều kiện phơi nắng thường xuyên. Vì vậy, loại cỏ nhựa này sẽ phải thay thế thường xuyên, dẫn đến tình trạng chính quyền phải liên tục xin tiền các doanh nghiệp, mà thực chất là đi chấn lột. Để có nguồn kinh phí duy trì, dư luận đặt câu hỏi, phần chênh lệch tới mức 300 triệu đồng cho dự án và chi phí thực tế là 230 triệu đồng, liệu có bị tham nhũng hay không? Dự án nhằm vào mục đích chống quảng cáo và giao vặt trên các cột điện, nhưng quận 5 lại treo cái bảng khoe công trình. Điều đáng nói là dự án vừa kể trên của Mặt trận Tổ quốc quận 5 bị đánh giá là không chấm dứt được tình trạng dán treo quảng cáo mất thẩm mỹ trên đô thị. Theo bà Hồng, bí thư quận 5, sau khi đánh giá tính hiệu quả của dự án, nếu không phù hợp, quận sẽ thay bằng hình thức khác đẹp và hiệu quả hơn. Dư luận tại Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung cho rằng chuyện dẹp hay diệt tận gốc vấn nạn dán quảng cáo tờ rơi gây mất mỹ quan chẳng có gì là khó. Tại sao chính quyền không thông qua một văn bản dưới luật xử phạt chủ nhân các số điện thoại ghi trên các tờ quảng cáo ở mức phạt 200 triệu đồng mỗi vụ, thì lập tức chấm dứt được tình trạng này trong một thời gian rất ngắn. Một thảm cỏ nhân tạo trên cột điện đã hư hỏng, rất nhếch nhác trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thay vì Mặt trận Tổ quốc quận 5 nhàn cư vì bất thiện, ngồi không thì thấy buồn. Trong khi người ta nghi ngờ rằng trên địa bàn quận 5 có rất nhiều cơ sở sản xuất cỏ nhựa, nên có phải chính quyền quận 5 muốn tạo công ăn việc làm cho họ và có vấn đề gì đằng sau đó hay không? Để gốc rễ câu chuyện về tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo quận 5 nói riêng, cũng như tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở các cấp, cựu tổng biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Thu Hồng đưa ra nhận xét như sau: lãnh đạo Sài Gòn hay thình lình có những sáng kiến ngang trẻ mẫu giáo năm đầu, sau khi vẽ hoa lên cột điện bằng tay nghề của các cháu áo xanh chứ không phải là họa sĩ, nay đến quấn cỏ nhựa. Theo báo chí thì nhằm chống dán quảng cáo hút hầm cầu khoan cắt bê tông, quản lý đô thị mà việc bé bằng con mũi thế đấy bao nhiêu năm qua không xử lý được, thì xin cơ chế đặc biệt cho thành phố làm gì nhỉ?
để cúng hay để dọa mà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay ốp cỏ nhựa, trụ điện và tư duy ngớ ngẩn của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.